BYD ONE Pro 2023 vừa ra mắt người dùng vào ngày 31 tháng 5 với mức giá khởi điểm 314 triệu đến 408 triệu. Chiếc BYD ONE Pro 2023 không chỉ có mức giá cạnh tranh mà còn thu hút sự quan tâm của người tiêu dùng bởi những ưu đãi hấp dẫn. Người dùng chỉ phải trả trước 15% và được miễn lãi suất trong tối đa 60 kỳ trả góp, giúp việc sở hữu chiếc xe trở nên dễ dàng hơn. Kèm với thời gian bảo hành dài hạn là 6 năm hoặc 150.000 km cho thấy cam kết của BID đối với chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng. Chủ sở hữu cũng sẽ được hưởng dịch vụ mạng xe hơi miễn phí trong 2 năm, nâng cao sự kết nối và tiện ích khi lái xe. Đây là một chiếc SUV cỡ nhỏ thuần điện, có kích thước dài, rộng và cao lần lượt là 4.375mm, 1.785mm, 1.680mm. Về thiết kế, xe có sửa đổi nhẹ đèn pha và hốc gió trước, trong khi đèn hậu được làm mới hoàn toàn. BID One Pro 2023 vẫn áp dụng hai màu ngoại thất, chẳng hạn xe màu trắng và hồng sẽ có điểm nhấn màu đen nhám rõ ràng hơn ở cản trước, và tấm ốp gầm, bên sườn và khoách tán sau, vỏ gương sơn màu đen bóng. Dù chọn màu sơn nào, khách hàng khi đặt mua One Pro, bản nâng cấp giữa vòng đời chỉ có một lựa chọn duy nhất là la răng 5 chấu kép xương cá, sơn hai tông màu tương phản. Xe vẫn sử dụng thiết kế cốp sau mở sang một bên và lốp dự phòng bên ngoài. Nội thất của xe được trang bị màn hình LCD 8 inch cho cụm đồng hồ và màn hình điều khiển trung tâm 10 in tích hợp hệ thống di linh 4.0 tiên tiến. Ngoài ra, một chút trang trí màu xanh có thể được tìm thấy trong nội thất, cuối cùng là cửa sổ trời toàn cảnh. One Pro sử dụng động cơ chuyển động với công suất tối đa 70 kW khoảng 94 mã lực và mô men xoắn cực đại 180 Nm. Pin xe có hai tùy chọn dung lượng, 38 kW và 47 kW. Với phạm vi hoạt động lần lượt 320 km và 401 km, người dùng có thể lựa chọn loại pin phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày và lái xe trong đô thị. Mặc dù không phải là mẫu xe hoàn toàn mới, BYD ONE Pro 2023 vẫn thu hút sự chú ý của người tiêu dùng nhờ những cập nhật đáng kể. Trong khi phiên bản trước đó, sử dụng pin lithium iron phosphate blade có công suất 38,9 kW hoặc 50,1 kW, và phạm vi hành trình tương ứng là 301 km hoặc 401 km. Chiếc xe mới này còn có thêm nhiều điểm đổi mới hấp dẫn. Điều này cũng giải thích tại sao BID đã ngừng bán phiên bản trước, và giờ đây quay trở lại với nhiều cập nhật mới hơn, kèm với các ưu đãi khủng cho khách hàng mua xe của mình. Trong năm 2022, BID đã đạt doanh số bán hàng ước tính gần 1 triệu 9 chiếc xe điện, chủ yếu tại thị trường Trung Quốc. Điều này cho thấy sự vươn lên mạnh mẽ của hãng và vị thế của nó trong thị trường xe điện thậm chí, BID đã giành lại ngôi vương ô tô điện tử Tesla. Theo số liệu thống kê, doanh số giao hàng toàn cầu của Tesla trong năm 2022 chỉ đạt 1 triệu 3 chiếc, thấp hơn 29% so với doanh số của BID. Giám đốc điều hành và người sáng lập BID ông Wang Chu An Phu đã tuyên bố tại đại hội cổ đông vào cuối tháng 3 rằng công ty sẽ bán ít nhất 3 triệu xe trong năm nay và sẽ cố gắng đạt 3 triệu 6 chiếc trong năm tiếp theo. Với sự ra mắt liên tục của các mẫu xe mới, và sự mở rộng ra thị trường quốc tế bid hoàn toàn có khả năng đạt được những mục tiêu đầy tham vọng này